sao bàn chân bạn bị đau sau khi chạy bộ? Chào mừng các bạn đã đến với kênh Yêu Chạy Bộ. Để có thêm nhiều thông tin và kiến thức về chạy bộ, hãy nhấn subscribe kênh và bấm chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ video của chúng mình nhé. Sau khi chạy bộ, bạn có cảm thấy đau ở vòm bàn chân, đỉnh chân, ngón chân, gót chân, bên cạnh chân hay nhiều hơn ở một điểm không? Đau chân là tình trạng thường gặp đối với những người chạy bộ, nhưng rất dễ có thể bị nhầm lẫn đối với các căn bệnh khác vì nguyên nhân và phương pháp điều trị các cơn đau ở vị trí khác nhau có thể rất khác nhau. Trong video này, Yêu Chạy Bộ sẽ chỉ ra nguyên nhân và cách nhận biết các vị trí đau ở chân để từ đó mọi người có thể chủ động cho việc tập luyện và chữa trị. Một số cơn đau cần đến sự chăm sóc của bác sĩ, trong khi một số khác có thể điều trị được bằng cách nghỉ ngơi và thay đổi nhỏ trong thói quen của bạn, chẳng hạn như thay giày. Với một số runners, các vấn đề về chân bắt nguồn từ việc không mang đúng loại giày dùng cho chạy bộ. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng bạn đang mang một đôi giày cung cấp đủ sự hỗ trợ và tạo cảm giác thoải mái ngay cả khi không chạy. Xác định khu vực bị đau, hãy xem xét kỹ hơn các mô tả dưới đây để xác định những nguyên nhân và giải pháp khả thi cho vấn đề đau bàn chân của bạn. Nếu bạn đang đối mặt với một trong số những tình trạng này và không thấy tiến triển sau một tuần tự điều trị, hãy hẹn gặp bác sĩ và chuyên gia vật lý trị liệu để được thăm khám. Vị trí đau, vòm bàn chân, gót chân. Nếu bạn cảm thấy đau nhói hoặc nóng rát ở vòm bàn chân, đặc biệt là khi vừa bước ra khỏi giường vào buổi sáng, có thể bạn đã bị viêm cơn gan chân. Nếu cố gắng chạy, cơn đau có thể giảm và bạn có thể chịu đựng được, nhưng chúng thường quay trở lại sau khi kết thúc một bài chạy khoảng 1 giờ đồng hồ. Viêm cơn gan chân có thể liên quan đến việc màng cơ ở vòm bàn chân bị căng cứng, cơ bắp chân bị căng cứng hoặc bàn chân bị lật vào trong khi chạy. Tình trạng này phổ biến hơn ở những runners có bàn chân bẹt. Những động tác cơ giãn móc chân có thể giúp thư giãn màng cơ ở vòm bàn chân. Bạn cũng có thể thử lăn một quả bóng golf dưới vòm bàn chân trong 30 phút, mỗi ngày một lần. Bài tập này giúp giảm đau và tăng lượng máu lưu thông đến khu vực này. Vị trí đau, ngón chân. Nếu ngón chân của bạn bị đau khi chạy, thủ phạm có thể là tình trạng biến dạng gót chân cái hoặc vết chai bị kích thích bởi đôi giày chạy bộ của bạn. Biến dạng gót chân cái. Biến dạng gót chân cái là một biến dạng của khớp nối ngón chân cái với bàn chân. Ngón chân cái thường bị uốn cong về phía các ngón chân khác và khớp trở nên đỏ và đau. Việc loại bỏ biến dạng ngón chân cái chắc chắn phải dùng đến phẫu thuật, nhưng bạn có thể giảm bớt cảm giác đau khó chịu bằng một số cách mà chưa cần đụng đến dao kéo. Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng đôi giày bạn mang không quá bị chật hoặc quá bó. Tiếp theo, hãy giảm bớt áp lực lên khớp bị biến dạng. Hãy đến nhà thuốc gần nhà và hỏi xem họ có miếng dán vào khu vực khớp biến dạng tạo lớp đệm êm ái và giảm bớt áp lực lên khu vực này. Vết chai. Nếu bàn chân bạn xuất hiện một vết chai cứng, gây đau, có thể do bàn chân đã cọ sát liên tục với giày hoặc giày quá chật. Vết chai cũng có thể là hệ quả của việc mang giày nhưng không mang vớ, hoặc mang vớ không vừa vặn hoặc vớ có đường may thô. Với nhiều người, một khi đã loại bỏ nguyên nhân do ma sát hoặc giày quá chật, vết chai sẽ tự biến mất. Nếu phương pháp đó không hiệu quả, bạn có thể dùng miếng dán loại bỏ vết chai có bán ở các nhà thuốc. Bạn cũng có thể dùng đá bọt hoặc đổ ruộng móng tay để loại bỏ lớp da chết trước khi dán miếng băng dính lên. Nhưng chỉ là hãy chà nhẹ nhàng lên khu vực bị chai. Vị trí đau, móng chân. Nếu móng chân của bạn bị đau và chuyển sang màu tối, có thể bạn đã bị khối máu tụ dưới móng chân. Nguyên nhân thường do ngón chân cọ sát vào mũi giày hoặc giày quá nhỏ. Nếu bị đen móng chân, tốt nhất bạn nên để yên, miễn chúng không gây đau dữ dội. Cơn đau thường sẽ tệ nhất vào ngày đầu tiên, sau đó sẽ giảm dần. Phần móng bị tổn thương sẽ dần được phần móng mọc lên bên dưới thay thế. Đừng cố bóc đi phần cũ, chúng sẽ tự rơi ra một khi móng mới mọc lên. Nếu phần móng đen bị gây đau dữ dội hoặc tồn tại quá lâu, hay bạn nhận thấy tình trạng viêm hoặc sưng đỏ, hãy đến gặp bác sĩ. Để tránh tình trạng đen móng trong tương lai, hãy đảm bảo rằng bạn mang giày chạy bộ đúng size. Giày chạy bộ nên lớn hơn giày bình thường ít nhất nửa size để phòng trường hợp chân bạn nở ra trong khi chạy. Gãy xương bàn chân, stress fracturis, cũng là một lý do dẫn đến từ đau xương. Stress fracturis là một trong những chấn thương do các cơn đau nhỏ lẻ lặp đi lặp lại. Xương của con người phản ứng lại cơ thể bằng cách trở nên khỏe hơn. Sự căng thẳng quá mức dẫn đến tình trạng tái hấp thụ xương nhanh hơn quá trình xây dựng xương, gây chấn thương và cơn đau. Tác động của loại chấn thương này sẽ tăng dần,
Ban đầu sẽ đau trong khi chạy, sau đó có thể hết ngay khi bạn chưa nghỉ ngơi. Nhưng dần sẽ tiến triển thành đau suốt quá trình chạy, thậm chí là đi bộ. Có thể bị sưng ở chỗ đau, nặng nhất có thể gây gãy vùng xương đó. Trafectoris thông thường sẽ không được phát hiện sớm do tác động ban đầu không lớn. Điều trị tốt nhất cho loại chấn thương này là dừng các hoạt động nặng lại, nghỉ ngơi trong 6 đến 8 tuần. Nguyên nhân chính dẫn đến chấn thương này đa phần là cho tăng quá nhanh khối lượng tập luyện dẫn đến việc xương không kịp thích nghi. Các bạn mới chạy hãy nên tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu chạy nhé, không nên cố quá. Yêu chạy bộ mong rằng coi video này, mọi người sẽ có thêm kiến thức để biết cách xử lý cũng như hạn chế tối đa những cơn đau liên quan đến bàn chân trong quá trình tập luyện. Nếu như các bạn có bất cứ ý kiến gì thì hãy comment xuống phía dưới phần bình luận của video. Hãy nhớ đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Video của mình đến đây là hết và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu thấy hay thì đừng quên để lại một like, share, subscribe kênh. Đừng quên để lại ý kiến dưới phần video này nhé.